Xin chào các bạn đang theo dõi kênh video của xe điện motor điện. Video hôm nay xin giới thiệu đến các bạn một cái combo làm xe 3 bánh số 13, combo số 13 nhé. Bộ này thì sử dụng số 5 tiến một lùi của ô tô các bác nhé. Hộp số 5 tiến một lùi. Đấy. Hộp số 5 tiến một lùi này. Hộp số này thì sẽ được trang bị toàn khớp lối lớn các bác nhé. Khớp đầu vào là khớp 6 răng và 18 răng. Khớp đầu ra sẽ là khớp các đăng loại to, đồng bộ. Và chiều dài thì sẽ hàn tùy theo ý thích của khách hàng nhé. Phanh tay, dây số. Phanh tay, đèn hậu. Nhíp này thì trang bị nhíp 7 lá bản 6, dày 7 ly và dài 90cm, hàng nhập khẩu các bác nhé. Đấy. Phụ kiện nhíp thì đầy đủ đây. Phụ kiện nhíp đầy đủ này. Cao su này. Dây dầu thì sẽ bao gồm cả dây phanh dầu và dây phanh cơ các bác nhé. Đấy. Cầu này sẽ trang bị là cho các bác các loại cầu từ 80 cho đến 1m2. Dây dầu này, phanh dầu này. Cầu bầu liền này, 4 ốc. Đèn hậu này. Bánh xe thì trang bị cho các bác một cặp bánh Casumila. Đấy. Lốp Casumila các bác nhé. Lốp này thì có tải trọng là 615kg trên một bánh. Một bánh các bác nhé. Hai bánh nó sẽ là hơn 1 tấn. Tuy nhiên thì bộ này chỉ khuyến cáo các bác sử dụng trong giải dưới 1 tấn thôi. Tại vì trong vòng khoảng 1 tấn là đổ lại. Đấy. Đây các bác này, nhíp hàng nhập này. Chân phanh dầu có khóa này, tổng phanh này, bình dầu này. Lốp Casumila này. Bánh này cũng là vành hàng nhập các bác nhé. Đây lốp Casumila này. Thông số đây. Mắc loát này. 12 bố là tải trọng 615kg trên một bánh này. Đấy. 500-12 này. Bánh xe này. Đây nhíp này các bác này. Nhíp hàng nhập rất là đẹp. Đây. Rất là chuẩn hàng nhập khẩu. Đấy. 7 lá các bác nhé. 7 lá mà bản thì bản 6. Nó sẽ chịu tải tốt hơn cái bản 5cm rất là nhiều. Đấy, gối cầu này, cầu này. Cầu bên em trang bị rất là hàng chuẩn cho các bác nhé. Hàng chuẩn này, các bác nhìn nhé, nghe hàng chuẩn bao giờ cái tăm bua người ta cũng lướt. Người ta cũng láng lại rất là đẹp. Ví dụ như cái hàng gia công, thủ công thì thường thường người ta chỉ láng mỗi cái mặt áp vào vành này, cần chuẩn thôi. Còn những cái mặt thường như thế này, này người ta bỏ qua luôn. Nó bớt công đoạn đi thì nó sẽ bớt được rất là nhiều tiền. Tuy nhiên khi không láng thì nó sẽ không phát hiện được những cái lỗi khi đúc. Đấy. Cho nên cái hàng trung ương và hàng địa phương bên Trung Quốc, hàng mình gọi là nhà máy lớn và nhà máy bé, nó sẽ khác nhau. Khác nhau về chất lượng, về giá cả và về cả độ dày các bác nhé. Nhìn này. Cầu rất là sắc nét luôn. Tất nhiên thì các bác cũng phải thông cảm là hàng thì vận chuyển nó sẽ có những cái vết xước cơ khí cái đấy. Ví dụ như thế này chẳng hạn. Đây nó chỉ là vết chầy xước chứ không phải là vết hàng lỗi. Mọi thắc mắc thì liên quan đến sản phẩm vui lòng liên hệ số 0983 818 955 nhé. Cảm ơn các bác đã theo dõi video. Bác nào cần đặt hàng vui lòng để lại tin nhắn hoặc là liên hệ số điện thoại bên em sẽ báo giá cụ thể. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video.